em bị ấn tượng bởi một bạn nam mà thông minh với là tinh tế. Buồn á, cứ nghĩ cách pha trò lên. Em gặp cũng có mấy anh thông minh á, nhưng mà chỉ là có mấy anh có vợ rồi thôi à. Mình bận rộn á, bạn gái chỉ cần nhắn tin cho em cái câu là: Xã ơi, chiều nay mình đi ăn cái gì đó. Anh ước gì là em bánh bèo hơn chút. Chúng tôi nghĩ rằng họ đủ bản lĩnh để hiểu nhau, họ có thể tiến đến hôn nhân đúng như những gì họ dự định là 3 tháng nữa quý vị nha. Và chúng tôi cũng tin điều đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về nhau ha. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Em tên là Nhật Linh, em 29 tuổi, em sinh ở Sài Gòn và em làm công việc là kinh doanh tự do. À, mình kinh doanh gì vậy em? Em đầu tư trong lĩnh vực bất động sản với chị, với lại chứng khoán. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lời đầu tiên cho em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ ở bên phía đối diện và tất cả các bạn trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Chí Thanh, em 31 tuổi, em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Bình. Ô sao hợp, hồi nãy bạn kia cũng tên Linh, bạn này tên Thanh, bây giờ bạn kia cũng tên Linh, bạn này cũng tên Thanh nữa. Dạ, em đang mở một công ty môi giới bất động sản ở tại Tân Bình. Ồ, có vẻ trùng khớp với nhau ha. Rồi. Em quê ở đâu, thành phố luôn hả? Dạ, em quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. À, thấy là trước tiên là công việc cũng có một cái sự có liên quan trùng khớp, có thể hợp tác với nhau được ha. Và điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em tự lập, sống tự lập từ năm nhất đại học. Tuy là nhà ở Sài Gòn nhưng mà em cũng không muốn làm cho ba mẹ phải phiền lòng. Em muốn chịu trách nhiệm về bản thân mình 100%, cho nên là em dọn ra sống riêng tới bây giờ. Và cái thứ hai nữa là em có sự linh hoạt trong cái việc giải quyết vấn đề. Còn điểm yếu thì em nghĩ là em có một cái sự mù đường nhẹ. Ví dụ như một con đường em đi 10 lần em mới nhớ, nhưng mà đi đến lần, ví dụ như là đến 9 lần thì cũng chưa đủ, em phải đi đến lần thứ 10 em mới nhớ được. Ủa hiện tại là em ở một mình hả? Mình thuê nhà ở hay sao? Dạ, em có nhà riêng rồi chị, em ở một mình. Giỏi quá ha, vậy là đã có trong công việc tốt, có nhà riêng. Rồi, bạn trai bên kia. Dạ, điểm mạnh của em thì em cảm thấy em nói chuyện thu hút, tính tình cũng vui vẻ, em thích cái gì nó vui vẻ một chút xíu. Ừ. Cái điểm yếu của em là hay mất kiên nhẫn một chút xíu. Chơi mà thí dụ như ai mà để cho em chờ có chừng 15-20 phút là em thấy khó chịu rồi. Thà nói nửa tiếng đi thì để tôi chờ nửa tiếng, chứ đừng có để là cứ đứng tới đây kêu sắp tới đứng hoài không thấy đâu. Cái đó cũng có cùng tâm trạng, chị có nghĩ là chờ đợi thì hãy cho một cái cột mốc, sau đó thì mình có thể mình chuẩn bị tâm lý trước, đừng để cho mình trong cái trạng thái là mình không biết khi nào tới, thì lúc đó mình cảm thấy mình bị động lắm, thì em rất là bực mình. Tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Hai mối tình là chị Tường. Mối tình đầu của em là hồi em mới thi đại học xong, em quen 3 năm. Mối tình thứ hai 4 năm. Nhưng lý do tại sao chia tay? Quen mối tình nào thì em cũng nghĩ là mình từ từ mình sẽ kết hôn thôi. Lúc đó mình cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn. Giờ mà quen ai chắc cỡ chừng 6 tháng năm em cưới luôn. Rồi, ý bạn gái thì sao? Em nghĩ là khoảng 1 năm. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Thật ra thì em cũng có quen một hai người, nhưng mà sau một thời gian thì em nhận ra là nó cũng không phải là tình yêu thật. Cái cảm xúc của em á, em mong muốn là có một cái tình yêu nó mãnh liệt. Sau này thì em có hẹn cà phê với một số bạn để em làm quen á, thì thứ nhất là thấy em không được nữ tính. Có một lần á là em gặp một cái anh kia cũng đúng tiếp của em bề ngoài á, có nghĩa là vừa cao vừa trai, nhưng mà khi về em hỏi là ồ anh thấy cảm giác như thế nào, cái anh mới kêu là em cái gì cũng được, chỉ là anh ước gì là em bánh bèo hơn chút. Thì bây giờ mình cũng phải ráng, nhiều khi phải ráng nhỏ nhỏ bánh bèo tí xíu ha. Mình em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình đó là phải cao, và cao khoảng trên 1m72, cân đối, không có hói. Thôi giờ tôi nghe đứa tôi chán luôn. Không, có nghĩa là em định là em không nói cái chữ đó rồi, tại vì em có nghe có mấy lần chúng anh lên em định không nói rồi, nhưng mà tự nhiên chúng anh lên, chúng anh lên. Cô nào cũng thích không hói, mà tôi thấy cô nào cũng đi với ông nhiều ông hói chứ. Em bị ấn tượng bởi một bạn nam mà thông minh với là tinh tế. Thông minh là hay hói đó. Dạ đâu, em gặp cũng có mấy anh thông minh á, nhưng mà chỉ là có mấy anh có vợ rồi thôi à. Em trai bên kia sao ngồi im re vậy? Mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm em trai? 80% chị ơi. Vậy là ngon lành rồi. Em không thích bạn trai là hút thuốc, uống rượu. Ôi nhỏ lớn anh chưa hút điếu nào em ơi. Dạ, với lại hay than vãn á chị. Cái mẫu người lý tưởng của em gái thế nào, nói chung chung thế? Rồi em không có. Dạ em chào anh.
em không có ai lý tưởng trong cái hình mẫu. Tức em là thấy yêu là yêu, thương là thương, đúng không? Dạ đúng rồi. À, bạn mẫu hình lý tưởng thế nào? Trước tiên là chắc ít chơi Facebook chút xíu. Có một thời gian là công việc ở đây em cũng cảm thấy là cũng không có động lực gì hết. Thì em đi du lịch 8 tháng thì lúc đó em tự ghi là tránh xa thế giới là người. Có nghĩa là em đi vào trong rừng, trong Úc, ở Úc là 3 tháng rồi em đâu có Facebook thì biết gì. Em không có quan trọng cái việc sống ảo. Không phải, nhưng mà thí dụ em làm việc, em mua bán bất động sản phải lên Facebook em tìm. Dạ không, em là chủ đầu tư mà đâu cần lên mua bán làm gì. Không lên luôn. Người ta tự kiếm em mà. Ý em là cũng là người Facebook liên tục, nhưng mà ý dụ như em đăng hình căn nhà em lên thôi, chụp khuôn mặt ra tự sướng, hoặc là chụp dễ thức ăn cái tự nói hôm nay sao mà trời đen quá, hôm nay trời mưa quá vậy đó. Em sống ảo đúng không? Cứ lên Facebook làm ăn là được đúng không? Dạ. Bạn nghĩ rằng hai bạn này nói chuyện với nhau được đó, bởi vì một người làm đất đai để mua để đầu tư, một bên là tìm người để bán. Ở đây là còn là hai người cá tính nè, cô gái này cũng rất là cá tính, cũng khó đây chứ không phải dễ đâu nha em. Dạ. Em đang ở với ai? Dạ, em ở với ba mẹ của em. Nghe là bạn gái làm dâu chung, ở sống chung với ba mẹ mình luôn đúng không? Yeah. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái nữa không? Bạn gái em dạng hiền hiền chút xíu mà nói chuyện vui tính, khi mà buồn buồn á cứ nghĩ cách pha trò lên. Tại vì em cái công việc của em á, sáng nhiều khi 7 giờ sáng là khách hàng đi đặt cọc rồi, mình đang đi mình bận rộn vậy, bạn gái chỉ cần nhắn tin cho em cái câu là anh ơi hoặc là ông xã ơi, chiều nay mình đi ăn cái gì đó, anh có thích ăn hay không? Là trời, ăn hoài cái bụng bự vậy mà cũng ăn ăn nữa. Có tập thể dục, tập gym, tập gì không? Em định sang tháng em đi tập. Trời ơi, sang tháng nữa tập mà còn hẹn sang tháng nữa. Mình hỏi ý kiến người thân chút xíu coi làm sao. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, em chào anh Thanh. Em là bạn thân với lại Linh. Thật ra bạn em tính nó rất là tự lập, có lẽ là Linh với lại anh Thanh hợp với nhau để làm ăn. Còn trong chuyện tình cảm thì theo tôi nghĩ là lúc nào cũng phải có âm với dương, có nghĩa là một người nhẹ nhàng, một người mạnh mẽ. Còn nếu như mà cả hai người tính quá giống nhau thì chỉ có thể làm bạn được thôi. Cảm ơn em. Thanh đi với ai? Em đi với chị em với lại mấy anh em trong công ty của em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Em là chị của Thanh. Em gái bên đây rất là dễ thương. Chị cũng là nữ. Chị thấy em như vậy thì thật sự là chị cũng có một phần gọi là khâm phục em. Và cũng rất thích cái tính cách của em. Không phải nói là như bạn em đã nói, tính cách đôi lúc giống nhau nhưng mà chưa chắc là đã không hợp nhau. Đôi lúc cái tính cách khác nhau người ta có thể thăng hoa lên rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân rồi, nói chuyện qua cái hàng rào này rồi. Bây giờ các bạn gặp nhau nói chuyện đi. Mở rào. Hai người đủ bản lĩnh để nói chuyện với nhau đấy. Anh tặng em món quà. Dạ em cảm ơn. Em tặng anh bức tranh này em tự vẽ. Cái này là trong lúc em đi du lịch đó, thì em thấy có một cái cặp hai vợ chồng già rất là hạnh phúc. Thì em mong là em cũng kiếm được người già đến già như vậy. Tự vẽ nha, rất đẹp. Hồi nãy lúc mà em nói là em không thích bạn trai hút thuốc với lại uống rượu bia á. Mà bây giờ em nhìn cái bụng của anh em phải hỏi lại là anh có uống rượu bia không? Thì anh nói cho em nghe vậy, cái công việc của anh thì nó bắt buộc như vậy rồi. Cái chuyện hút thuốc thì từ nhỏ đến lớn anh không có hút thuốc. Rượu thì anh cũng không uống. Nhưng mà bia thì em hiểu đôi khi vui vẻ mình uống vậy. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được là cái người con gái đó không muốn mình nhậu nhiều nữa thì mình cứ giảm dần. Mai đi tập gym nha. Anh suy nghĩ sao về một cái tiếp mà con gái cũng không phải thuộc dạng như là thích châu chuốt về vẻ bề ngoài, với lại cái thứ hai nữa là cũng không phải là thuộc tề gia nội trợ. Nghĩa là em có thể nấu ăn được, nhưng mà em thích cái người đàn ông nấu ăn xong rồi em rửa chén hơn. Hai người cùng vào bếp thì nó sẽ hay hơn. Chứ là còn hơn là chồng xem tivi rồi chồng đọc báo vợ trong bếp, như vậy thì tội vợ mình lắm. Anh có thích đi du lịch không? Anh hay hùng vốn với lại khách hàng nhiều lắm, số vốn hơi lớn. Thị trường mà đóng băng một cái anh cũng giống như là stress lắm. Mà mỗi lần anh stress vậy thì anh thích anh đi du lịch. Anh hay lên Chevoca đồ này nọ, anh tìm cái tour anh đi. Giữa công việc với lại chuyện tình cảm hôn nhân á, thì em chọn cái nào hơn? Em chọn tình cảm hôn nhân anh. Bởi vì lòng tham có hạn rồi. Em có thích gặp nhau nhiều lần rồi nhanh rồi mình không? Hay là em thích là quy định là gặp sợ gặp nhiều quá nó chán á? Em thích người đàn ông là mạnh mẽ trong xã hội nhưng mà có sự mãnh liệt trong tình yêu nữa. Nếu như lạnh lùng quá thì không phải là mua tiếp của em. Em cũng đang muốn hỏi là anh có nhà riêng chưa? Thì anh có hai căn rồi. Một căn ở quận 3, một căn ở quận Tân Bình. Sao nói chuyện nhà cửa hoài vậy? Nói chuyện tình yêu đi. Em có muốn lấy chồng chưa? Em nghĩ là một năm là được. Nhìn em muốn hỏi anh là cái nơi xa nhất mà anh đã đi du lịch là ở đâu?
trước giờ anh mới tàn trong nước Việt Nam mình thôi, có đi qua bên Campuchia với Lào rồi. Ok. Giống anh. Anh thấy bạn em nói nếu mà anh với em mà thích hợp để làm bạn làm ăn thì em nghĩ sao về câu nói đó của bạn em? Bạn em thì xuất phát từ ý tốt đối với em. Lúc đó em chưa có nhìn anh, còn bây giờ khi em nhìn anh rồi thì em chỉ nhìn cái bụng của anh. À quên nữa, em có một cái đặc biệt tài của em là biết coi tử vi phong thủy. Vậy em coi cho cổ đi. Xin mời em, sao coi gì? Coi cách nào anh hả? Coi mặt, coi tướng hay coi tay? Chắc anh coi chứ phải coi tay em. Em đeo mắt kiến vô vậy hả? Trời đất. Hả? Ngọn kiến đen hả? Thầy bói phải đeo mắt kiến đen. Trời tay gái trắng quá. Em đứng giùm anh được không? 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Tình duyên đưa tới em ơi. Em quên lời kém hát lại chị. Sao em lên đây em rung quá vậy? Thôi khỏi hát đi anh, vô luôn đi. Ôi hơi rung quá chị. Trời ơi. Bây giờ chúng ta nói thật những gì chúng ta suy nghĩ về người đối diện. Cái gì thật nhất có thể, không cần hoa mỹ. Nếu như mà em đồng ý thì anh có thể là khả năng nỗ lực của anh là có thể giảm cân được trong vòng bao nhiêu tháng? Toàn em có thể cùng với anh đi đến phòng gym một buổi, hai buổi thì anh nghĩ sẽ càng nhanh hơn nữa. Ví dụ dạ, xuống 5 ký. Em muốn hỏi là số lượng ký và số lượng thời gian bao lâu? À chắc cỡ chừng 6 tháng thôi, 6 ký. Hồi lúc mà em đi du lịch về là em tăng 12 ký. Sau đó thì trong vòng 4 tuần thì em giảm được là 7 ký. Bây giờ 6 tháng 6 ký. Thời gian. Rồi thôi, hết thời gian rồi. Chúng ta đang ngồi vào hai cái ghế hết sức là quan trọng nha. Chúng ta không nên dối lòng mình. Thích thì bấm, không thích thì cũng không sao cả. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời em. Lý do tại sao bạn gái không bấm? Em không có sự rung động chị. À. Cũng không phải là tiếc của em. Thôi, em xin lỗi, có gì mình làm bạn ha. Đâu gì đâu em, mình anh nghĩ là nếu mà em nghĩ vậy là đúng á. Tại vì có rung động thì mình mới nên bấm. Nhưng thật ra là chủ yếu là do cái bụng á anh.